Xin chào kính mời bên họ gia đình anh Kiều Việt và gia đình chú chất đặc bố chân ma chất đặc tản ấm ướt tạc bầu tên cơ tọt trường phòng ngưỡng tánh tài dòng nhưng như phải là tọt khắp bé là đùa nhưng mấy tủ lại tâm hóp xì phần lành nguyên cho đếch bản thán nguyên bán đếch bản tay. We'll be right back.
sửa bằng ai đây là mắc hệ cho mức phải bời sát phú sạc nai đây phú sạc thì biết đủ chai ta nay biết đủ nhìn nhìn khăn thuồng báo cai chai khăn thuồng bắc hầu nhìn xin cầu về sau chai sắp bị tuyệt báo cứ đến phụ bằng ý bản sai chết về lửa về đầy và nằm bất chừng khổng hắc lông trời khổng xóa lông tanh bất chừng mã lam sáu mắc nhổ cả bờ mớ sao sử đồ sống lán hâu chân hạc để bài bàn tản bị hạc cuồng trương sao cơ nặng của khắp trời hèn phần nhạc bất cứ cuồng tòng phần nhạc bác khổng lai trời trai cái tô xu ải ải nhân trời anh như cái tô xu em cỏ hoặc gọc bay một lần sao sử đồ sống lán hâu quát trong bò nằm mấy sự gờ facebook giò lồ của mơm tè na ai hiện tượng được sẽ đón ai hát trời phân ai hiện tượng được sửa lách kiểu ai hát trời kiểu ai chia sẻ này đồng bên số phong em ai chưa chắc chắn cò việc nằm cái sườn hồng dệt giữa đời chưa chắc chắn càng tên bạn trên đây kiềm đường tên mương trên đây kiềm giòn tên ác đồng là đồng xài sườn ai ơi đồng và mương sườn là biển sức tâm tế đồng vẫn là dân đến quốc khẳng người thân con ai cứ nâng kiềm chẳng cái nâng mặc tên ác đồng là đồng xài sườn ai ơi vì để mở em lên cầu cảm bác hà này vừa đi bên chân mười sáu bên chép mười là chân ngang bị dân vận bà chân này ngài có hồng cầu cỏ có hồn mòn trách chấm sắp đến su hà nhưng chẳng sợ đèn phát xuống bên đồi chẳng sợ thú bên cù sân cổ kim cả mấy ảnh đồng bò mè bằng vân hâu cho ảnh cờ thú tức là xử lý bù hồ kiểm ở cả mắt đủng mắt tôm ở cả mắt chứng chất bụt ở cả mắt bó sổ đàn tòi phá thiết thức khỏi khỏi với mi sở hình xưa khỏi tên ảnh sòng phá chư hương khỏi số mây khỏi tập bố bên da bên tà bên nai bên ải bên em bên chính quyền sở bàn lấy mấy những trang đồng nghề nhận của những trang cửa thuồng bó cây phụ trách trang cửa thuồng bó tất là mà trong đêm vừa bà bố mèo ai trong cuộc quảng phát phòng giảm bên đi nằm một nọc trong đất trời trầu khai chân đầu tiếp chẹp trong mở phì nòng bàn cũng hóa để có nước áo chờ co hồi sớm mất cái bà khỏi sớm thức mới chết lại vào mẹ phì nòng chén triệu đồng những chén rượu quỳ chúc cho các bạn trẻ chúng ta sẽ được tràn năm tình viên mãn bắt đầu nghĩa phu thể đi nào quy về một lần nữa bàn từ chính sức tôi sẽ được trân trọng kính mời và kính mời toàn thể quý vị cho tặng bà mẹ phì nòng học sườn sau cơ bà vì ớt là bò mỡ, vì mỡ là bò mon. Món tên trai này bánh bất đánh ngân thủ. Món tên đồng là bền trù quần cha bất đánh ngân kiền tề na. Và này bánh quần cha bất đánh ngân củ. Và bất đánh đồng bền trù quần cha bất đánh ngân kiền tề na. Và này bánh bất điều ách chế hoặc ảo là ổn đồng sắc xếp quần hong. Bền là thường thi ách chế phó giấc quang thả. Bước bền là bố hù ách nhẳng bó sòn. Tại cất túc trong đầu hát chế mi khổng xù. Trong bất đủ cận hầy có rốt tỉ mư hoa na. Dề sư đầu cho chế mi khổng trầu. Thảo kế bầu tạo bó khổng chiên. Sao đời tiết chú thẳng hột mưng phạt bầy. Dì khổng ải tới bầy sân phù đầy đông. Hóc cơ dân tạo dường nàng quài mưa diệt ó. Trong sáng đả diệt dường nàng phù khó mi bằng. Hóc cơ dân qua thẳng hay na xuân quảng. Cho nặng cho kế chắc ải xong phái mưng trời tề na xu mây. Ha và hô lý quan hề đầu hóa chứ tốt xu ảo. Hô đời bóng kênh xào hóa chứ tốt xu êm hạ ải. Cho nặng hồ bốn đòi chân ảo ma phá. Hồ bốn đòi chân ảo ma dài. Xài cua chuẩn chân lính chốt mắt kiểu. Cỏ nghĩ quả về vườn triệt. Nhìn chưa nặng vườn sát. Nhìn khám nặng về nòi quốc thả khắp đọc tề na xu mây. Mình nhớ mặt bên đi sống ngất để mình đi bón chất đi xiềng. Còn hơn hoạt mây mỗi công tà. Đeo ả chù có ma bông. Mới là ai lại đọc mất bóng chứng tất buộc thì đọc tình đọc nghe đọc. Ha và đối với đó mình thì có thể hỏi những hỏi các mẹ kịp ấy. Hỏi các mẹ của mù, hỏi các cô giá kịp đầu các bọn ấy. Xin tì cho hướng đạc bàn, xin hạ tì cho làm em thì sàng. Được thủ nhìn, tôi xin bất tì nhất là sự bình cầu. Được thủ trai, tôi xin bỏ tì nhất là tề đẹp hơn ngang. Ừ, cầu phạt quán nét thành quần tuống các bọn ấy. Trong bỏ kẻ thích mang sườn gần các tới nhiệm vụ. Thăng cái đại kỳ chắc ẩu cần diệt trù. Mang cái đại kỳ chắc ẩu cần diệt báo cách xào. Biệt trù chắc đi bóng trào. Thì báo cách xào chắc đi bóng hèn. Bóng hèn chứ khả tàu một lành. Chi bay cần tàu một nón. Cho đến em xuất hải sẽ phải mất trời để ra xung mê. Vì điều mới đến với cuộc bài này của mình đến chân. Mười sáu cái chép. Vì là chúng ta bị xuất hiện vào. Chắn sáu con hàng đó cái con số một cái gì thì con người sẽ làm nó từ ngày này tới áo chống ho và tổ chức sẽ tổ chức sinh hoạt sinh nhật sinh tử sinh đạo hoặc một khẩu quần phát một cái giả thân đi là người ta cho cái chầu cái chiếc cầu tiếp chết chứ không phải đồng bằng cũng có để cho các áo chống ho phần sắp biết nhân và khỏi xuống cái bài cầu bè tiền đồng Trung Kiên sẽ diễn cùng cô giàu Mai Linh tay trong tay với lễ trên sân khấu tình yêu lễ ra mắt toàn thể quý đi nào xin mời. Và vâng kính thưa quý vị anh chị trân trọng và thân mến. Và tôi quả đúng là dòng sông nào cũng sẽ về vật cả. Quốc tình nào sẽ đến hôn nhân. Do trong cách dòng ngắn. Khác gì ngày nổi dương anh với làn. Dòng tên giọng.
cảm ơn, kính thưa các bạn, quý vị, quý cô, bác chị, trân trọng và thân mến. Cô dâu và chú rể chúng ta đang tay trong tay bước lên trên thế này tình yêu, mà không phải cô dâu chú rể chúng ta sẽ cầm tay nhau trong buổi trưa ngày hôm nay, mà cô dâu chú rể chúng ta sẽ cầm tay nhau đi đến suốt cuộc đời này. Cảm ơn, kính thưa các bạn, quý vị, khách quý, hiện diện trên sân khấu, đó chính là đôi bạn trẻ đẹp nhất, hạnh phúc nhất, rạng rỡ nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay thì cũng đã đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ nước đủ chè, đủ cả bạn bè, đủ cả bên nữ và đủ cả bên nam, đủ cả quan viên hay họ về mừng cho đám cưới, đủ cả anh dưới, đủ cả chị trên, đủ cả bốn bên về chung vui hạnh phúc. Một lần nữa quý vị chúng ta đều nổ một tràng tay chúc mừng, xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, anh chị trân trọng và thân mến, và kính chào buổi trưa ngày hôm nay, cô dâu và chị đã ra mắt tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Dạ các bạn, ban tổ chức đã sẽ trọng kính mời cô dâu và chị hãy cùng tiến lên một bước để chào tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một cú chào sẽ được phép được bắt đầu. Hãy cùng tất cả các bạn tay tuần lớn tất cả quý vị ơi. Kính thưa quý vị, quý cô, anh chị trân trọng và thân mến, rất là vui sao, vui sao khi thấy con mình trưởng thành thật đẹp, duyên tình nết na và giúp con từ thuở đôi đôi, dạy con từ thuở biết ngồi biết đi, con cho mẹ lấy gì sạch đùi, dạy cho con nói tốt làm hay, mong con khôn lớn nên người, mong con khôn lớn từng ngày từng đêm. Dạ vâng, để có được như ngày hôm nay đó chính là nhờ ơn dân dục vô bờ bến của bậc sinh thành. Sau đây tôi xin trọng giới thiệu và kính mời bước lên sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Về phía phái đoàn họ nhà gái không có bố Tòng Văn Biển và mẹ Lò Thị Thương là song thân phù mẫu của cô dâu Mai Linh à. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời phái đoàn nhà gái chúng ta hãy tiến bước lên trên sân khấu đứng cạnh cô dâu xinh đẹp của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay nào. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, anh chị trân trọng với thân mến, và tiếp tục cả chương trình buổi lễ ra mắt cả quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, ban tổ chức đã sẽ trân trọng giới thiệu bên hóa gia đình nhà trai sẽ do kính mời bố Hoàng Văn Sai và mẹ Lương Thị Phương sẽ bước lên sân khấu để đứng cạnh chú rể đẹp trai, người con trai yêu quý của mình ạ. Vâng, xin mời. Dạ vâng, quý vị chúng ta cùng nhau nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng nhau chào đón hai gia đình nào, xin mời. Dạ vâng ạ, chúng tôi có bị anh chị trân trọng và thân mến, việc lễ chung không phải chỉ việc dân chung, còn chắc là mẹ, còn ông, còn bà, có hàng mười ngoài gần xa, con đi con chị, còn ta với mình. Tin trong buổi trưa này không thể thiếu những người làm cha làm mẹ làm cha của cô dâu với chị. Và những người trong buổi trưa hôm nay, thì hai chúng ta chúng ta hãy cùng lên sân khấu để ra mắt các bạn để trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào, kính mời. Vâng, kính thưa các bạn, quý vị, quý cô, bác anh chị trân trọng và thân mến, hiện diện trên sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là đôi bạn trẻ của những hai bên gia đình thông gia hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, để tự động cảm ơn tới quý bà cô dì chú bác với những các bạn trẻ làm thành nữ tú chúng ta đã có quần ngài liền xá xa xôi với chút thời gian và ngọc của mình để đến tham dự buổi lễ vui quy tràn đầy hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây xin được thân mời đôi bạn trẻ của những hai bên gia đình thông gia hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta từ đầu quý vị cái đầu thật sau để cùng cảm ơn tới toàn thể quý vị thế nào, xin mời. Và mình kính chào xin phép được bắt đầu. Hãy cùng đại gia và chào đón tay thật lớn tất cả quý vị ơi. Sau vâng là kính thưa quý vị, anh chị trân trọng và thân mến, cô dâu với tôi để lại cho tôi thêm một câu rằng một cưới thật sự đây rồi hai bạn ơi, hai bạn bên nhau suốt cuộc đời, ngõ chúng tôi rất là cùng phấn khởi, chúc hai bạn sống với tôi mà yêu nhau phải nóng phải say, yêu nhau phải đủ đất ở trời, đừng những con bướm đậu rồi lại bay, giờ anh sẽ nắm lấy tay mà anh muốn nắm mà ôm ngày cái đầu, hai bạn tình cảm ao sầu để năm tháng được sẽ giàu bên nhau, giờ đây anh chất em sâu tất cả quý vị ôm u đúng đủ để ở bên anh khúc chúc các đại cho cơn gió và tôi ủng hộ chú dâu chú rể được bên nhau cho tới quý khách được long trọng kính mời để chúc mừng cho cơn gió được trọn đời ái ơn. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, anh chị trân trọng và thân mến, theo đề nghị của chúng ta, hãy cùng đưa ra vai trò vào tay tương ứng trị giá 1 tỷ đồng cho đôi bạn trẻ ta trong buổi trưa ngày hôm nay đi nào. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, anh chị trân trọng và thân mến, và thì trong buổi trưa ngày hôm nay, và cũng như trung thành, và cũng như là đoàn an đến từ mảnh đất Tôn Cọ, với tôi trong một tỷ sơ lái, cô trường về đây tại bản Huộng, và hiện thị trấn Tân Châu ta trong buổi trưa ngày hôm nay,
và cũng như đón đầy cho cô dâu và chú rể, và cũng như sự hiện cho hai bên gia đình cho buổi trưa hôm nay. Và chúng ta sẽ được phát biểu lên từ Thái được không quý vị ơi? Chân tất lại con mẹ Phi Long Ải em, ban tổ chức sở lầy chiên xung Ải, xung em, tên cầu, tên xiếp, gần nhát từ hót đi đầu hôn bú, lầy tàu thú hôn ban. Các bạn sẽ đều hãy ịp cho măng đọc phần cưới, nông sở phần nga đê, lầy bác kẻ cho măng khởi phần, sắp vua giá tần ai đê, vua giá của miên núi chai, tà nai, miên núi nhịn, đi ca thuộc bó cai, trai ca thuộc bó khẩu, đi xin cầu bên xào, trai giáp phì bên báo, người đất phần phần ế bàn sai, trai phần lửa phần lầy phần nằm. Bất chỉ không học lông trời, không sổ lưng tanh. Bất chỉ mái lam sổ bách nhậu cơ bờ mớ. Sát sân đô sổ làn hâu, chắc hẳn người đời bàn. Tản kế hoang buồn trương, sân cơ đàn quốc khắp trở hèn. Phần nhàn bất cấp cuồng tổng, phần nhàn bất khổng lai trời. Trai cái tô xuống ải, ải nhường trời anh. Nhưng cái tô xuống em gõ hạp gõ bay vào nần. Sát sân đầu sóng khoát trái bò nằm Messenger, Facebook, Zalo của mương tề na. Ai hình tôi chưa đã đón ai hát trời băng. Ai hình tôi đừng sửa lách kiểu, ai hát trời kiểu. Ai chiếc xe này đọc với viên xuân phát em ai trên chân cỏ. Bìm đá đất xuân hồng, dệt giữa lời trên sàn cảng. Tết bản trên này kìm được, tết mơ trên này kìm giòn. Tết đá đồng là đồng xài xưởng, ai ơi. Đồng và mơ sần là bền dưới tạm tế. Đồng bần là các đế quốc khẳng. Các đế quốc ai kìm đất kìm chọc. Cái nhắc mặt tết đá đồng là đồng xài xưởng, ai ơi. Vì nhầm ấy, ai đất thương cầu kiếm hài này vừa lý vết chân. Mơ sáng vết chết, mơ là chân ngắm bì chân bần bà. Trên này ngay có hồng cầu có hồi mòn. Trai trắng sạc đẹp xu hà, nhưng trắng sạc đẹp phá xuống bên đồi dân thú bên cù sân cù kim. Cả mẹ nọc bò mè bàn phương hâu, cho ập khả thứ nước nước xử lý, bị hộp nghiệp. Ông cầm bắt tục bắt tôm, ông cầm bắt chứa chân bụt, ông cầm bắt bò chùa làn tòi phá thiên dứt khỏi. Khỏi bước bí sở gần xưa, khỏi tân à sọc khỏi chơi hơn, khỏi sở chúc hải em khảo khẩn khẩn mạnh. Phụ diệt bề bàn đúng chơi bàn, phụ diệt bề cả mất đông châu hù. Phụ viết đóng bốn đá bít bà đồ bầu, phương đen đồ tàu hóa mất nháo ở sùng rau. Phương đá bầu phương đá bầu phụ cho bàn, phương mô làn phương đá bác em hù. Phương em biết chú sáu lệ chú phụ trang phá cho lý đơn số bà xuống em nơ. Ngày dài yêu bờ, hôm nay thỏa sức đợi chờ ước mong. Và từ đây, đôi bạn trẻ nguyện trùng sức trung lòng, trung chăn trung chiếu, trung phong trung bàn, trung muôn hơi thở chữa chan, trung cha trung bè trung một gia đình ở bên. Chào mừng kính thưa các bậc quý vị khách quý trong ngày vui ngày ấm áp của ngày hôm nay, đó chính là ngày 11 tháng 11 năm 2022, tức ngày 18 tháng 10 năm Nhâm Dần, là ngày lành tháng tốt. Hai gia đình đã long trọng tổ chức buổi lễ phu quy trăm năm hạnh phúc của đời bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước sự hiện diện của bà con cổ Bắc trong xóm ngoài làng đang tay bắt tận mừng từng bước dần son, anh em những người làm chương trình chúng tôi sẽ không để cho quý vị phải chờ đợi đầu hơn nữa. Chào mừng quý vị lại lễ phu quy trăm năm hạnh phúc của đời bạn trẻ. Chú rể Trung Kiên sánh diện cùng cô dâu Mai Linh, cô dâu Mai Linh sánh diện cùng chú rể Trung Kiên, xin chính thức được đón. Thank you, chúng ta hãy cùng đoàn ra một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng phú lộc đi ơi. Vâng, kính thưa các bậc quý vị, quý cô, các anh chị trân trọng và kính mến. Kể từ giờ phút tới đây, đôi bạn trẻ chúng ta lát về chung sống một nhà. Dạ vâng, cho người vui, ngày phúc ngày trọng lại của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay thì sẽ có những các anh cũng như các chú, các cậu sẽ có những món quà lạc sắc nhất, hạnh phúc nhất và ý nghĩa nhất để gửi tặng cho đôi bạn trẻ chúng ta trong ngày trăm năm hạnh phúc ạ. Dạ vâng, đầu tiên tôi xin trọng giới thiệu và kính mời đến trên sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay sẽ có món quà lạc sắc nhất để gửi tặng cho đôi bạn trẻ, đó chính là gia đình Bắc Hòa Bình cùng với gia đình Bắc Phương Vương Quốc ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời hai gia đình có tên chúng ta hãy tiến bước lên trên đến hải tình yêu của đôi bạn trẻ để gửi món quà lạc sắc nhất để gửi tặng cho đôi bạn trẻ chúng ta trong ngày trăm năm hạnh phúc ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn quý vị ơi. Và chúng ta hãy cùng chứng kiến những món quà ý nghĩa đẹp nhất và sai trò nhất để tặng cho cô giáo với đại trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để nhiều từ chúng ta hãy cùng đưa ra một tràng pháo tay thật lớn để trị giá 50 triệu đồng để chúc mừng phút nào quý vị ơi. Cảm ơn quý vị tiếp tục chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Cuối đây cho quà cho cô giáo với đại trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào kính mời về hội gia đình anh Kiều Việt và gia đình chú Hà Luyến ạ, sớm lên sân khấu để cho những món quà ý nghĩa
đặc sắc nhất và sang trọng nhất để tặng cho cô giáo mới này, hai con, hai em của mình ạ. Vâng ạ, xin chào, kính mời. Dạ vâng, tiếp theo chúng tôi xin trọng giới thiệu và kính mời bước lên trên sân khấu tình yêu của đoàn bạn trẻ ngày hôm nay. Trong mắt quà là xa nhất, tôi xin trọng giới thiệu và kính mời đến trên sân khấu. Tôi thích là gia đình chú Xuyên Vân ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Chân tất đồng và xú, chân tất bố, chân ma, chân tất tản, hát mưu, tạc bầu, tên cơ tọt trường phòng, ngưỡng tánh, tài dòng, nhưng nhân phải là tọt, khắp bé là đùa, nhưng mấy tủ là tầm, hóp xì phần lành, ngưỡng chân đất bản thán, ngưỡng bán đất bản tầy, ngưỡng chi ẩn bầu mặt, ngưỡng phát ẩn bầu hồi, ngưỡng nội ẩn bầu, giết bầu sau, mừng báo số bà sư em ơi! Và mặt đến sau tầy đỏ, ngưỡng bây đi đẩy bài mưỡng cạnh biển, tên cơ tọt trường phòng, nhưng mấy tên bền mưa lại bụng, bác ca bụng đại bìa, thể tiết kiệm mất bán ở thang sao các bạn ở đang bò mè bạn phương hậu cho ạ cần toàn trứng lẽ là phi đồng ơi ạ cần tổng mươi sao nhá phi đồng ơi sau này dọn bò mè tất cả những tiết cho các bạn quốc quý vị quý cổ và anh chị trân trọng và kinh bình hương là ngày vui, ngày vui tháng đời đêm cờ bác tặng hai nữa một đời vàng son dàn giáo thảo rủi hiền nghe con các con chăm bè sớm hôm mới về trước của nhỏ sớm lòng son bác tặng hai đứa anh là để lấy con sau này mẹ sinh một gái một trai mẹ dành con lớn thành tài bác vui một lần nữa quý về chúng ta cùng nhau nổ một tràng pháo tay chúc mừng nào xin mời. Thưa quý vị, anh chị trân trọng và thân mến phát hiện trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào kính mời cô giáo mới dễ hãy cùng tiến vào một bước để cho những đám cưới kỳ vật đầu đời ạ. Vâng, xin mời. Một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho chú rể đẹp trai của mình nào, xin mời. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, anh chị trân trọng và thân mến. Nếu anh là biển rộng thì anh sẽ là áng mây. Nếu em chán rượu cay thì anh sẽ là màu hoa đỏ. Thì anh sẽ là để từ đứa nhỏ để em bước vào đời. Dạ vâng ạ, hôm nay người chúng ta hãy cùng đưa ra một tràng pháo tay thật lớn đi nhà quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa các bậc quý vị, quý cô, anh chị trân trọng và thân mến. Tiếng dòng rượu đã chảy trên tháp đi, minh chứng cho lớp bạn trẻ chúng ta sẽ vượt qua mọi bát tháp trong cuộc sống và lớp bạn trẻ chúng ta sẽ được trăm năm tình viên mãn, bạc đồng nghĩa phu thề. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời lớp bạn trẻ chúng ta hãy mời ra sân bánh thứ hai đi nào, xin mời. Và chúng ta hãy cùng là thực hiện như cũ, vâng ạ, xin chào kính mời. Và thì trong buổi trưa hai cô dòng chơi hãy cùng tay trong tay nhau để sóc những tắp đi sóc cái ra sân bay thứ hai đi ạ. Sóc như nào sóc cái để sóc cái đến nào để ra đi thứ hai nữa ra đúng ạ. Vâng ạ, rất là mời bạn và anh cảm ơn là đúng không ạ. Anh cảm ơn rất là quá sung rất quá nhiệt tình trong buổi trưa hôm nay ạ. Và chúng ta cùng đưa ra và chào bàn tay thật lớn cho các quý vị ơi. Dạ vâng, xin mời các bạn chúng ta hãy để dành rót 6 đi dưới nữa ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, anh chị trân trọng và thân mến. Rượu này thì anh rót là ba. Chứ nước thủy ta để vượt ra, chưa hiếu vượt mẹ, đời ta chưa tỉnh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, anh chị trân trọng và thân mến. Và thì trong buổi trưa ngày hôm nay,
Xin mời chú rể đẹp trai chúng ta hãy cùng cầm hai đĩa rượu cho bố mẹ vợ. Và thì các bạn trường làm tiếp theo kính mời cô dâu xinh đẹp của chúng ta hãy cùng cầm hai đĩa rượu cho bố mẹ chồng. Và tiếp theo xin chào kính mời cô dâu rể hãy cùng cùng mỗi người một đi để cho tình cho tay cho bầy trường hôm nay ạ. Vâng ạ, xin chào kính mời. Dạ vâng, kính thưa các bậc quý vị, quý cô bác chị, cha chồng và kim bến, trong cuộc vui ngày phúc ngày giờ này của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, quý vị chúng ta đã có một ngày đường xá xa xôi với chút thời gian và ngọc của mình để đến tham dự buổi lễ vui quý trăm năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ rồi quý vị. Chúng ta cùng nhau sóc tràn lấy ly rượu của mình nào quý vị ơi. Xin mời xin mời quý vị hót kinh lòng máu nắng đó. Ơi ban tổ chức là sáu chữ là số bảy số em ở số bò số mẹ chưa phủ lại cô không. Học cả là hai chén lẩu tiểu nữa số bà sẽ em lên. Dạ vâng quý vị, trong cuộc vui ngày phúc ngày giờ này của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, anh em chúng tôi làm chương trình chúng tôi sẽ đếm 1, 2, 3, 2, 3 và 2, 3 chúc mừng hạnh phúc nhất quý vị ơi. Và chúng ta hãy cùng đứng lên ạ. Và chúng ta hãy cùng đứng lên để chúc mừng phúc chúc tất cả cho cô giáo và trẻ trong buổi trưa hôm nay ạ. Vâng là chúng ta hãy cùng đứng lên trong buổi trưa hôm nay ạ. Ai không đi lên chúng ta hãy tưởng cho mình một bát rượu nhá. Dạ vâng, thật mình quá quý vị ơi. Chúng ta cùng nhau đứng dậy trong vòng khoảng 10 giây nào quý vị ơi. Anh em thích làm chương trình chúng tôi sẽ chuẩn bị đến nha quý vị ơi. Dạ vâng ạ, từ trong ra ngoài, từ ngoài sang trong ạ. Vâng ta từ trong nhà chúng ta, từ nhà văn hóa. Vâng ta cùng đứng lên đúng không ạ? Quý vị ơi. Và chúng ta cùng sẵn sàng chưa ạ? Hãy cùng đồng thanh của ban tổ chức 1, 2, 3 uống 1, 2, 3 cạn 1, 2, 3 chúc mừng phút đầu quý vị ơi. Sẵn sàng nhá. Chốt nhá. Quý vị ơi. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc quý vị ơi. Xin mời cô sống trẻ của bà đi thức uống rượu sáng bơ và xin chào kính mời.